Konnichiwa, Anirono Rai desu. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 19 trong chương trình ngữ pháp của N4. Ở bài số 19 này thì chúng ta sẽ học về gì ạ? Động từ sai khiến, câu động từ sai khiến và cách dùng của thể sai khiến. Đó là ba cái nội dung chính. Tuy nhiên thì về điểm ngữ pháp thì các bạn sẽ nhớ cho sensei 4 cái nhé. Cái đầu tiên đó là gì ạ? Veshieki, tức là động từ khi chia về thể sai khiến này. Sau khi chia rồi đến với phần 2 là những cái mẫu câu về thể sai khiến. Phần 3 thì sẽ là gì ạ? Veshieki no tsukaikata. Và cuối cùng là gì ạ? Veshieki te, chia về thể te nhá. Tức là mình chia sang sai khiến rồi, xong lại chia tiếp sang thể te. Itadakemasen ka? Iいですね. Ok, và luôn đến phần 1 ạ. Veshieki no tsukurikata, cách để chúng ta chia động từ sang thể sai khiến. Thì trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có 3 nhóm, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 thì những âm đứng trước mã sự nó sẽ thuộc cột Y. Và chúng ta sẽ làm một cái bước, đó là chuyển Y này, chuyển những cái âm mà thuộc hàng Y này sang thành hàng A. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm che mã sự vào sau. Thêm che mã sự vào sau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với nhóm 2. Nhóm 2 thì sẽ đơn giản hơn bằng cách là chúng ta chỉ việc bỏ mắc sự đi thôi. Sau đó thì cộng với sase mắc sự. Nhóm 3 thì chúng ta sẽ lưu ý này, có anh kimasu khá là lạ lẫm đúng không? Khi chúng ta chia thành ko sase mắc sự. Còn anh gì ạ? Shimasu thì thánh sase mắc sự. Và anh gì ạ? N shimasu thánh N sase mắc sự. Rồi, chúng ta sẽ vào luôn luyện tập nhé. Sẽ có 3 nhóm hiển thị trên màn hình ở đây. Nhóm 1 y thành a cộng với seru, nhóm 2 bỏ mã sự cộng với sa seru và nhóm 3 là những cái động từ cần lưu ý. Ok, nhóm 1 sẽ có y cự. Đúng không? Sẽ không có để là ikimasu nữa mà sẽ chia hẳn về y cự thì các bạn sẽ phải tự linh động trong đầu để chia nhá. Y cự là ikimasu y thành a đúng không? Thì sẽ là ika seru. Ii desu ne. Tương tự vậy, sẽ có động từ thứ hai là gì ạ? Kaku. Kakaseru. Và tiếp đến là gì? Toru. Gì sánh? Toraseru. Nhớ thật kỹ nhá. Thêm một động từ nữa đi. Nomu. Nomimasu thành gì ạ? Nomaseru. Tương tự như vậy thì chúng ta chuyển sang với nhóm 2. Quy tắc ở nhóm 2 thì dễ hơn một chút. Bỏ masu đi cộng với saseru. Ok. Taberu, tabe, saseru. Neru, thánh, ne, saseru. Tiếp ạ. Okiru, thánh, oki, saseru. Và cuối cùng là gì ạ? Shiraberu thì sẽ thánh, shirabe, saseru. Ii desu ne. Hai, shirabe, saseru. Tiếp đến với nhóm 3 thì các bạn nhớ ạ. Đầu tiên là suru, shimasu thì thánh, sa, saseru. Tiếp đến là gì ạ? Kimasu thì thành gì ạ? Kosaseru. Và những cái nhóm danh động từ enosuru thì sẽ thành gì ạ? Enosaseru. Thử với một động từ nhá. Benkyosuru thành gì ạ? Benkyosaseru. Rồi, nhiệm vụ của các em đó là về nhà các em sẽ luyện chia tất cả các cái động từ của các nhóm 1, 2, 3 sang để cho quen, thật là nhuần nhuyễn được chưa ạ? Ok, ngoài ra CC có bổ sung thêm một cái từ cuối, một cái hàng cuối đó là gì ạ? Hakobu đúng không? Thì hakobaseru. Và tiếp là gì ạ? Iru thì sẽ thành isaseru. Và thêm một động từ nữa là kaimono suru thì chúng ta sẽ thành kaimono saseru. Hãy kê về nhà nhớ luyện tập nhé. Ok, chúng ta chuyển sang phần 2, đó là câu sai khiến. Ii desu ne, câu về sai khiến. Chúng ta sẽ dùng để làm gì? Để chúng ta sai, chúng ta bắt, chúng ta phân công, hay có thể nói nhẹ nhàng hơn là chúng ta để, chúng ta cho ai đó làm một cái hành động về. Cách dùng này, chủ thể của động từ sẽ được biểu thị bằng o khi về là gì ạ? Nội động từ. Còn gì ạ? Nội động từ tức là gì ạ? Động từ đúng không? Và chủ thể của động từ sẽ được biểu thị bằng ni khi về gốc là ngoại động từ, tha động từ. Ok này, cấu trúc này, danh từ chỉ người, ô, ve, xie, kỳ, nội động từ, tự động từ. Còn anh gì ạ? N chỉ người, ni, n2, ô, ve, xie, kỳ,
ngoại động từ. Tức là với những động từ mà nó đi với một cái danh từ ố thì anh danh từ chỉ người sẽ đi với ni. Còn với những cái động từ mà nó không cần cái danh từ ố này thì nó đi với người nó sẽ ố thôi. Được chưa ạ? Nhớ nhá. Ok này, ví dụ đầu tiên ạ. Eto kacho wa hansang o America e sucho sasemasu. Sucho sasemasu thì các bạn sẽ để ý này. Đây là gì ạ? Cái động từ mà đằng trước nó không có cái gì ạ? Danh từ ố. Thì ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? Kacho wa hansang o America e sucho sasemasu. Trưởng phòng đã. Ừ, trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là bắt, là để, là cho hay là phân công ạ? Phân công. Trưởng phòng đã phân công cho Hằng đi công tác ở Mỹ. Tương tự vậy sẽ có một cái ví dụ khác như sau. Watashi wa musuko o jiyū ni asobasemashita. Asobasemashita. Tôi đã làm sao ạ? Tôi đã cho con trai tôi, hoặc là tôi đã để cho con trai tôi làm sao? Được chơi một cách jiyū ni. Đây là jiyū ni, ở đây là tự do, đúng không? Tôi đã để cho con trai tôi chơi một cách thoải mái, tùy thích, tự do. Hoặc là sensei sẽ có một ví dụ khác nhé. Watashi wa musuko ni michi no migigawa o gì ạ? Đây là gì nhỉ? Arukasemasu. Ii desu ne. Arukasemasu. Thì ở đây chúng ta dịch là tôi làm sao tôi cho con trai tôi đi bộ, hoặc là tôi bắt. Đấy ạ, dịch trong trường hợp này nếu mà dịch ra tiếng Việt là tôi bắt con trai tôi phải đi bộ về michi no migigawa, tức là bên phải. Tôi bắt con tôi là phải đi bộ bên phải của đường ấy, phải đi về bên phải. Ok. Chúng ta sẽ có một cái chú ý, đó là cái trường hợp mà nội động từ đi kèm với gì ạ? N địa điểm O thì biểu thị chủ thể của hành động sẽ bằng ni. Tức là gì ạ? Ở đây nhá, các em sẽ thấy một cái câu ở trước, đó là gì ạ? America ấy, đúng không? Thì cái động từ đó nó đang hướng về America, nhưng đấy là cái trợ từ ấy. Thì chúng ta sẽ để nguyên là danh từ chỉ người O, giống như hàng sàng ố, được chưa? Còn trong trường hợp này là gì? Musuko ni, vì sao? Michi no migigawa ố. Trong trường hợp này đã có một anh ố ở đây rồi. Thế thì chúng ta nhớ này, với những cái gì ạ? Cái nội động từ. Nội động từ tức là những cái động từ mà nó có thể đi một mình, như là aruku. Aruku mình không cần phải danh từ ố, đúng không? Nhưng ở đây lại là gì? Michi no migigawa ố arukasemasu. Thế thì ở đây có ố rồi, thế thì auto đằng trước nó là danh từ chỉ người, chúng ta sẽ đổi thành ni. Nhớ kỹ nhá. Rồi. Bây giờ sensei sẽ có này. Asao wa isogashii desu kara musume ni asao gohan no junbi o tetsudawasemasu. Tetsudaimasu. Tetsudau thành tetsudawasemasu. Buổi sáng thì vì tôi rất là bận, đúng không? Isogashii desu kara musume ni asao gohan no junbi o tetsudawasemasu. Vì buổi sáng tôi rất là bận cho nên là tôi đã bắt con gái tôi giúp tôi chuẩn bị bữa sáng. Đó, về sai kiến ấy sử dụng rất nhiều trong đời sống như vậy nhá. Hai. Bây giờ sensei lại lấy ví dụ khác nhá, về ngoại động từ đi. Sensei wa seto ni iu ni ike no iwasemashita. Giáo viên đã làm sao? Giáo viên đã để cho học sinh được tự do nói ra cái ý kiến của mình ạ. Ike no iwasemashita. Thầy giáo, giáo viên. Tiếp theo thì sẽ lại có một cái gì ạ? Phần tiếp theo đó là ve shieki no tsukaikata. Tiếp tục nhá. Động từ sai khiến biểu thị cái nghĩa bắt buộc hoặc cho phép. Nó sẽ dùng khi mà người trên bắt người dưới làm một việc gì đó, hoặc cho phép người dưới làm việc gì đó. Tức là khi mà nghe đến là gì ạ? Bắt buộc cho phép này. Và shieki là thể sai khiến. Đương nhiên mình phải sai khiến những cái người mà thấp bé hơn mình rồi, đúng không? Không bao giờ mình dùng nó với cấp trên. Nên là cái điều này là các bạn phải auto, phải tự nhiên hiểu rồi, được chưa? Về ví dụ như là gì ạ? Các cái trường hợp nhá, bố mẹ đối với con cái này, hoặc là gì, anh chị đối với em út này, cấp trên nói với cấp dưới, chứ không bao giờ mình dùng với những người trên mình, nói với bố mẹ mình hay nói với anh chị mình là không bao giờ được nhá. Rồi. Chúng ta lấy thêm ví dụ nhá. Ở đây trên đây sẽ có này. Watashi wa musuko o suki na hito to kekkon sasemashita. Tôi làm sao ạ? Musuko o cho ai? Cho con trai tôi. Con trai tôi được làm gì ạ? Suki na hito to kekkon sasemashita. Tôi đã cho phép con trai tôi được kết hôn với người mà nó thích. Đấy, không có ép buộc đâu nhá, mà tôi cho phép nó được kết hôn với người nó thích.
Tiếp đến thì lại có là gì ạ? À, watashi wa musume wo hairitai daigaku ni ikasemashita. À, watashi wa musume wo hairitai daigaku ni ikasemashita. Tôi cho phép con gái tôi được vào cái trường đại học mà nó yêu thích, trường đại học mà nó muốn vào. Hairitai daigaku. Thêm một cái ví dụ nữa nhá. Watashi wa kodomo ni suki na shigoto wo sasemasu. Các bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau đúng không? Sẽ tâm sự với nhau rằng tôi cho bọn trẻ nó được làm những cái công việc mà nó yêu thích. Đấy. Tiếp đến sẽ lại có là watashi wa, đây là gì ạ? Imoto ni hoshimono wo kawashimasu. Watashi wa imoto ni hoshimono wo kawashimasu. Tôi cho em gái tôi được mua những cái món đồ mà nó yêu thích, món đồ mà nó muốn. Thì đấy nhé, hoshimono. Chúng ta sẽ có một cái lưu ý, đó là động từ thể sai khiến khi mà biểu thị cái nghĩa là bắt buộc hoặc là cho phép, nên nó cũng sẽ không bao giờ được dùng với gì ạ? Dùng với người trên, cấp trên. Và khi mà chúng ta muốn biểu thị rằng ai đó, người trên ấy làm cái việc gì cho mình, nhận cái sự giúp đỡ từ ai, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mẫu câu đã được học rồi. Một đó là gì ạ? Vete itadakimasu. Hai đó là gì ạ? Ví dụ của vete itadakimasu trước nhá. Watashi wa bucho ni sechimete itadakimashita. Tôi đã được gì ạ? Đã được trưởng phòng đã giải thích cho tôi, đúng không? Tôi đã được trưởng phòng hướng dẫn giải thích cho tôi. Ok, và tiếp đến là gì ạ? À, đây là vete moraimasu. Vete moraimasu thì chúng ta sẽ dùng cho ngang hàng, đúng không? Watashi wa tomodachi ni sechimete moraimashita. Đấy, thế khi mà chúng ta dùng với người trên thì itadakimashita, nhưng mà dùng với những người ngang hàng với mình, bạn bè thôi, thì là moraimashita. Ý đấy nhé. Hay. Tiếp đến ạ, chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu thứ tư là gì? Về chia ki, chia về thể te, sau đó cộng với itadakemashita. Ý đấy nhé. Ở đây chúng ta sẽ có là làm ơn cho phép tôi được làm cái gì đó, tức là mình xin phép để được làm gì, đúng không? Ở những cái bài trước chúng ta được học cái mẫu câu là vete itadakemasenka, thì để dùng là mình nhờ ai đó làm cái gì cho mình. Nhưng với cái mẫu câu này thì chúng ta lại xin phép là gì? Ai đó cho mình được làm gì các em nhá? Cho mình được làm gì? Nhớ ạ, sự khác nhau với cái gì ạ? À, vete itadakemasenka thì là gì ạ? Mẫu câu này là mẫu câu nhờ ai đó giúp mình. Còn với mẫu câu là gì ạ? Veshiekite itadakemasenka thì sẽ là ai đó, mình xin phép ai đó cho mình được làm gì nhá. Ok, về cấu trúc thì cứ chia về veshieki, sau đó chia về thể te cộng với itadakemasenka. Thì được nhé. Hai. Nihongo no sensei wo soukai shite itadakemasenka. Đây là một cái mẫu câu gì ạ? Quen thuộc đúng không? Dịch rất bình thường thôi. Làm ơn giới thiệu cho tôi giáo viên tiếng Nhật có được không? Thì câu này sẽ là câu chúng ta học rồi và dùng để gì ạ? Yêu cầu nhờ vả ai đó giới thiệu cho mình. Đấy. Người thực hiện hành động sẽ là ai? Sẽ là đối phương, được chưa? Mình nhờ ai đó làm cho mình. Người thực hiện hành động sẽ là đối phương. Tiếp đến thì Jesse sẽ nói là gì ạ? À, motokano no kekonshiki ga aru node hayaku kaerasete itadakemasenka. Câu này thì mình đã chia về gì ạ? Shieki, sau đó biến thành te và cộng với itadakemasenka. Thì chúng ta sẽ không dịch là làm cái gì cho tôi nữa, mà sẽ dịch là gì? Cho tôi được làm gì. Thế thì gì ạ? Hôm nay là đám cưới của Motokano, là bạn gái cũ, người yêu cũ, nên làm ơn hãy cho phép tôi được về sớm có được không? Và ở đây chúng ta dịch là gì ạ? À, người thực hiện hành động sẽ là người gì? Cái người đi về sớm với người xin phép ấy. Và xin phép hãy cho tôi được về. Đấy. Thì người nói sẽ là người thực hiện hành động nhá. Sumimasen ga, ashita yasumasete itadakemasen ga? À, xin lỗi đúng không? Đây là một câu mở đầu rồi. Xin lỗi, ngày mai có thể cho phép tôi được nghỉ có được không ạ? Yasumasete itadakemasen ga? Hãy cho phép tôi được nghỉ có được không? Hãy. Nội dung của bài ngày hôm nay khá là ngắn thôi đúng không? Các bạn về các bạn chỉ cần ôn tập cho sensei về tất cả những cái phần là gì ạ? Về sai khiến chia như thế nào và người ta sử dụng như thế nào, với cả những cái mẫu câu để mình xin phép.
Đấy, thay vì mình xin phép là ai đó làm cái gì giúp mình thì mình có thể xin phép ai đó cho phép mình được làm gì. Đấy, các bạn chỉ cần ôn tập kỹ như vậy thôi nhá. Không cần học quá là lan man, quá là sâu xa làm gì nó sẽ đau đầu, khó hiểu. Đấy, mình chỉ học những cái cơ bản như thế thôi, trình độ N4. Chuẩn bị bài 20, bài cuối cùng của chương trình N4 chúng ta sẽ là bài 49, 50 cho Mina nhá. Hai bài cực kỳ là phức tạp. Hai bài này là hai bài mà các bạn sẽ phải tập trung cao độ vào để chinh phục nó. Vì sao? Vì chúng ta sẽ được học về tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ. Gọi chung nó là kính ngữ, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ học về cách dùng của tôn kính ngữ và cách dùng của khiêm nhường ngữ ra làm sao. Ba cái ý này thôi, nhưng mà các bạn phải chuẩn bị bài trước thật là kỹ để buổi sau chúng ta học được hiệu quả. Hãy, Mina sẵn, găm bắt tên đấy. Còn đúng một cái bài cuối cùng nữa thôi đấy ạ. Hãy, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. À, bài số 19 này nếu mà các bạn còn cái gì còn thắc mắc thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video này để Sensei có thể giải đáp giúp các bạn nhé. Và đừng quên cho Sensei một like này và ấn vào cái chuông theo dõi, được chưa ạ? Hãy, Mina sẵn, matajikai ne. Otsukaresama deshita.